Xin chào các bạn, hôm nay Tuấn Anh sẽ làm review cái chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines. Thì Tuấn Anh có và cái chiếc này là chiếc 777-200ER và mình cũng cố gắng kiếm được cái model và cái số hiệu đăng ký máy bay của chuyến bay MS-17. Thì các bạn cũng đã biết chiếc chuyện gì xảy ra vào năm 2014 phải không? Chuyến bay MS-17 thì năm 2014 là có hai cái tai nạn xảy ra với hãng Malaysia là chuyến bay MS-17 và một chuyến bay MS-370. Thì hiện tại mình chỉ mới nhận được cái order của chiếc MS-17, số ký hiệu đăng ký của chiếc máy bay này là 9MMRD 9MMRD, đó là của chuyến bay MS-17. Thì mình mua được cái này bây giờ rất là khó mua được cái model mà 1/200 của mấy chuyến này, và nó hiện tại nó đang có bán một cái chuyến mà của chiếc máy bay MS-370 á, trên eBay hiện tại đang bán chiếc đó là 380 đô, mô hình 1/200, tỷ lệ 1/200. Thì bây giờ mình unbox cái này ra đây. Thì cái màu sơn này là của cái model này là màu sơn mới rồi các bạn. Họ đã làm lại cái màu sơn màu xanh này. Năm 2010 sau cái tai nạn đó, bắt đầu hãng Malaysia đầu sơn qua cái màu xanh này. Các bạn có thấy không? Màu sơn qua màu xanh này. Thì hãng Malaysia là được thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 1947, dưới cái tên là Malayan Airways. Cho tới ngày 1 tháng 10 năm 1972 thì họ mới đổi tên thành hãng Malaysia Airlines và hoạt động cho tới nay. Mình có nghe phóng thoáng là hãng Malaysia trên lý thuyết bây giờ hiện tại đang là bị phá sản rồi nha các bạn. Trên lý thuyết là đang phá sản nhưng mà họ vẫn còn bay. Đây, mô hình 1/200. Thì cái đội bay của Malaysia thì có 81 chuyến máy bay và họ bay có tổng cộng với 81 chuyến máy bay thì họ có 61 đường bay kết nối với thế giới nha các bạn. Đây, mình cho các bạn coi. Một phần 400 lại lên kia. Mình cũng thích, rất là thích màu sơn này, và màu sơn này người ta để lấy cái tên là Freedom of Space. Freedom of Space đó, đây là lấy cái tên này luôn. Ở đây mình sẽ thấy được cái ký hiệu máy bay là 9MMRD. Cái màu sơn này mình cũng rất là thích, nhìn rồi cũng rất là đẹp. Và màu sơn này họ sơn rất là nhiều trên mấy chiếc 350 hãng Malaysia. So, nói về mình quay về lại một chút xíu, nói về sơ về lại chuyến bay MS-17 nha. Thì chuyến bay MS-17 là chuyến bay nó cất cánh từ Amsterdam bay về Kuala Lumpur, lộn, đáp xuống Kuala Lumpur nha các bạn. Thì tai nạn xảy ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Đấy, vào ngày buổi sáng ngày 17 tháng 7 năm 2014 nó bị bắn rơi ở độ cao 10.000 feet, 10.000 mét, bị bắn rơi ở độ cao 10.000 mét bởi tên lửa Puss của Nga. Thì theo điều tra thì cái tên lửa đó Nga tài trợ cho cái phe nổi dậy ở miền đông của Ukraine. Cái này là 777-200ER nha các bạn nha. ER Extended Range là bay được rất đường dài. Thì nó bay được cái này mà nó bay được dài nhất là 13.400 km. Vận tốc tối đa của nó là khoảng 900 cho tới
950 km/h nha các bạn. Và cái tải trọng cất cánh tối đa của chiếc máy bay này là khoảng 278 tấn. 278 tấn. Rồi cái chiếc máy bay này á, chiếc mà Knight MMAD này á, nó là được Boeing sản xuất. Nó là chiếc trong cái dây chuyền sản xuất của máy bay Boeing á, thì nó là chiếc thứ 84 trong cái dây chuyền sản xuất. Và nó được bay lần đầu tiên vào năm 1995. Ồ, xin lỗi các bạn nha. Nó được bay chuyến đầu tiên vào ngày 17 tháng 7 năm 1997. Đó, năm 97 là nó đã bay thử. Nó sau khi mà Boeing nó gọi là sản cái production line của nó, cái dây chuyền sản xuất nó ra khỏi nhà máy, nó sẽ ra cái độ một đội sẽ bay thử, vừa có phi công của Boeing bay và vừa có phi công của hãng hàng không bay bay thử test hết. Thì tới ngày 29 tháng 7 năm 1997 thì chiếc máy bay này chính thức được giao chìa khóa cho hãng Malaysia Airlines và bảng Malaysia Take Over và bắt đầu dùng để hoạt động bay của nó từ năm ngày 29 tháng 7 năm 1997. Và nó rất là nó sản xuất từ năm 1997 thì nó rất là tới 97, 2007, 2017 là đúng 20 năm. Nhưng mà nó còn tới 2014 thì bị short down sớm hơn 3 năm cho tới cái thời gian nó phải retire. Thì chuyến bay bị short down thì trong trong chuyến bay có khoảng 283 hành khách và 15 phi hành đoàn, thì mọi người đều mất hết, cả thế giới rất là đau buồn về lúc đó. Thì trong quá trình điều tra thì một cái nó có một đội điều tra tập hợp, một đội điều tra gồm có Hà Lan, Úc, Bỉ và Ukraine đứng ra làm điều tra, bắt đầu điều tra. Và cho tới hiện tại là năm 2020, cho tới năm 2018 thì cái đội điều tra nó ra một cái tuyên bố chung, đó là nó quy kết quả quy cái người đứng ra chịu trách nhiệm cho cái vụ mà tên lửa bắn rơi đó, là nước Nga phải đứng ra chịu trách nhiệm về cái vụ tên lửa bắn rơi nha các bạn. Thì ở trên YouTube đó, nếu mà các bạn muốn coi biết mình muốn thử kiếm được nhiều thông tin thử coi nó như thế nào, thì trên YouTube mình có coi sơ qua và rất là nhiều cái kênh YouTube người ta cũng có làm về cái mấy cái gọi là cái gì giả thuyết, cái gì thuyết âm mưu á, gọi là thuyết âm mưu á, thì người ta đưa ra rất là nhiều thuyết âm mưu tại sao bắn rơi chiếc máy bay này nha các bạn. Thì mình có lên trển, mình muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì có nhiều cái thông tin đúng, nhiều cái thông tin không đúng, nói chung là nhiều cái thông tin mà mình không không có xác minh được, thì mình coi cho vui thôi, coi cho biết thôi, thì coi thêm cho mình tò mò thêm thôi ha. Các bạn muốn có biết thêm chi tiết thì mình có thể dùng kiếm cái chuyến bay MS-17 ở trên YouTube đó, rất là nhiều. Freedom of Flight, Freedom of Space. Rất là đẹp, mình thích cái màu này, nhưng mà rất tiếc là nó lại không có chiếc này ở trên cái màu original của nó là màu trắng. Màu trắng không của nó thì đẹp hơn, tại vì mình cũng muốn một cái chiếc máy bay màu trắng không kỷ niệm cho cái chiếc MS-17. Rồi khi mà mình kiếm không được thì họ có cái này thì mình mua cái này luôn. Thì có gì mình chỉ mua đó thôi, nhưng mà quan trọng là mình được cái ký hiệu chuyến bay là Knight MRD. Mình tạm thời kết thúc cái video clip này ở hôm nay ở đây. Thì hẹn các bạn khi nào mình nhận được cái model 1 phần 400 của chuyến bay MS 370 thì mình sẽ làm cái clip tiếp theo về cái chuyến bay đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip lần này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái clip kế tiếp. Bye bye.